do together. Ô mẹ đó lan thông, chân khơi đẹp đông, chân khơi đẹp lên, đẹp cháo, đẹp dên, chân khơi đẹp lên, đẹp lông, đẹp đông. In the camp, we try to encourage the student, the crippled children, autistic children, autistic carry by, help by the parent to do like this. And when they understand the posture, we can the leader will do the incorrect way, but the participant need to listen what is this. Maybe chân khơi đẹp lên, đẹp lên. But then it skip away. Okay, first round. Ô mẹ đọc lăn thông, chân khơi đẹp đông, chân khơi đẹp lên, đẹp cháo, đẹp dên, chân khơi đẹp lên, đẹp đông, đẹp đông. This is the play game for sleepy situation. Have a seat, please.